cảm luôn đấy. Chúng nó chơi khá vừa vợ chuyện khác nhau. Uầy, 25,5m này. Nếu mà vào thì đây là một cái buổi chữa bệnh hoàn hảo nha. Chữa bệnh hoàn hảo, được chưa? Nó vẫn là hoàn hảo, nó vẫn là 10 điểm mà, được chưa? Đây là một team Bồ Đào Nha với full mức thẻ cộng 8 anh em ạ. Với đầu tàu là Eusebio này, cánh phải chúng ta có Luis Figo này, cánh trái chúng ta có gì đấy, Gonzalo Quaresma à? CM chúng ta có Paulo Futre à? Team này thì đánh giá khá ok ấy, với chỉ số đâu đó bây giờ tầm trên 130 là ok nhá. Tôi nghĩ bây giờ chỉ số ở đâu có mỗi 2 con mà, 3 con trên 130 thôi. Còn toàn bộ còn lại là nơi đâu đó khoảng tầm 125, 126 và 127. Thì với cái team này thì tôi đang nghĩ là xem nào, mình nên copy sơ đồ của một số game thủ trong FVBL được không nhỉ? Kiểu cost đợi tí nhá, copy của chiến thuật đội cái. Subin. Chuyến thuật đội đây. Để tất cả Hàn Quốc luôn. À để cân bằng hết à? Hóa ra để cân bằng hết anh em ạ. Hóa ra để cân bằng hết. À, rộng 5 này, thấp 4 này. Cân bằng hết, nói chung là tận dụng hết vào AI của cầu thủ ấy nhỉ. Rồi ok rồi đấy. Tôi vừa copy sơ đồ của Subin về xem đá như nào. Để xem kiểu chạy chỗ phù hợp các thứ nó ổn hay không. Đấy, đây là nguyên sơ đồ của Subin nhá. Nếu mà anh em xem xong cái video này anh em thấy hay thì anh em có thể copy về để xài thử nhá. Tuyển thủ FBL đi copy chiến thuật rồi, test tí anh em làm gì mà căng thế. Cái gì hay của người ta thì mình phải học chứ, đúng không? Đúng không? Cái gì hay thì mình phải học chứ. Làm gì có tâm lý nào cái luyện ok kìa. Chưa chỉnh tay cầm à? Bam. Chưa chỉnh tay cầm luôn ạ. Căn bản là ạc của bạn này ở chuyên nghiệp 1 thì mình đã đánh chuyên nghiệp 1 chứ sao nữa. Tí tôi lên ạc chính của tôi lại copy lại anh em. Test thử sơ đồ này chuyên nghiệp 1 xem như nào, xong tí lên ạc chính lại copy lại. Nope. Không vào. Tôi giả lại ngay. Tôi giả lại ngay một bàn FD luôn. Anh em thấy được lại tôi FD ghê không? Kinh không anh em? Bây giờ chắc là mua phải mua 21 TS. Thì may ra mới đá được 20 TS chung. Yếu điên luôn ý. Bruh. Tôi ổn mà. Mấy con vợ này sao tạc cảnh đến đầu ghê thế nhở? Sơ đồ mạnh thật. Công mạnh mà. Thua danh chuyên nghiệp. Đã thua đâu anh em, chưa thua mà. Bảo là vào xem cái chiếc của sao nhỏ đi. FD hay vào cực kỳ. Thì tôi bảo có cái chích đéo gì đâu mà chích. Nhưng cuối cùng xem lại cái clip của sang nhỏ đấy thì ok đúng thật. Đấy không? Giờ ghép đây là vào à? Nice. Giờ ghép đây là vào à? Đó. Có cái nào phòng thủ FD không ạ? Nếu mà cách chống FD ấy, thì đừng để cho đối thủ FD nữa. Được chưa? Phải di gôn nhanh. Dê cầu thủ môn luôn. Ba tháng này xin phép được gửi tặng cho toàn thể anh em kênh trang của tôi. Ok. Hay quá cơ. Thế mày khỏe re mà, bệnh tật gì đâu anh em. Thế mày khỏe re luôn ấy. Vào tay tôi đã khỏe rồi, copy sơ đồ của em Subin nữa vào thì thôi, là ép flex luôn. Bảo là tôi là thầy của ai đâu. Chẳng qua là anh em quen miệng gọi thầy Tabi này, rồi là thầy Lee Harry này.
thì anh em mới gọi tôi là thầy thôi. Nhưng tôi thích sự là tôi thích anh em gọi tôi là tiên sinh hơn. Nghe nó kiểu nghe nó vui vui ấy. Quỳ lên này, Luis Figo. Ấy. Ok. Trận đấu mở màn của cái sơ đồ của tuyển thủ FBBL Subin 72 ui dã man con ngàn. Anh này live chỉ vậy công việc mà em ơi, công việc mà. Cảm tuấn trượt nhá. Thợ săn tử cung, tôi lại nhớ cả hợp đồng bảo hiểm của Tabi ấy. Chính ra vì cái thật sự là cái hôm mà Tabi tư vấn thì bắt đầu mình mới chốt mua bảo hiểm ấy chứ. FD ghê thế nhở. Đùa đâu ấy. Gonzalo Guedes. Được chưa? Anh em đã học được cái trick FD này chưa? Không kịp nữa rồi. À còn kịp anh ơi, còn kịp nhá. Còn kịp. Trời ơi mẹ phối hợp quả. Nó là net. Nó là net luôn chứ gì nữa. Cái sơ đồ vận hành của Subi này trông ác chiến thật đấy. Xong rồi gì đó. Chết mẹ rồi, chết tôi rồi. Giờ làm gì? Cảm ơn em Đức nha. Nope. Cảm ơn Đức nha. Cướp đâu mà cướp. Cứ nói cướp à. Đúng không? Toàn cái hai cái núm bấm của mình nó đỡ bị rách. Gọi là bảo vệ tay cầm ấy. Xong rồi thì nữa. Figo này nó chạy đỡ hộ nha. Qua người này. Easy man. Và đó là ai ạ? Luis Figo. Ngoài khả năng đá phạt hơn người anh. Nhưng mà thật sự là mấy cái lần mà tôi kiểu cũng kiểu nói vui vui ở trên livestream này, xong được mấy anh em kiểu là cắt ra ấy, xong rồi ở trên TikTok ấy, xong rồi có mấy cái bài chửi ấy, nên là hiện tại bây giờ đăng về tem tem lắm. Ui vãi cả, đây là cái giá của 50 à? Hả, đây là cái giá của 50 của anh em Bruno Fernandes. Ui, bàn này xứng đáng được thưởng thêm ấy. Mẹ riêng nhá. Riêng mà là tôi ấy, thật sự tôi mà xem xong cái bàn thắng đá phạt, bàn thắng FD này ấy, tôi rút ngay điện thoại ra này, quẹt que màn hình này, làm cái 50 gửi tặng cho Bruno luôn. Thôi, mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Đấy, nếu mà là tôi anh em ạ, là một con người kiểu yêu cái đẹp đấy, yêu những bàn thắng đẹp, rút ngay điện thoại ra donate của 50 luôn, không nói nhiều. Đấy, chỉ làm những skill cho người ta ghi bàn thôi. Có những người thì tận dụng hết tất cả những cái gì để mình có thể chiến thắng được. Ví dụ như là tặc cánh đánh đầu này, sút xa này, làm mọi cách để ghi bàn này, bảo vệ tỷ số các thứ này. Bỏ ra bạn ơi. Bỏ ra Nam nhá. Bỏ ra. Đó. Sạch. Chuẩn luôn. Bài rùa là bài gì? Anh cảm ơn Nam nhé, bài rùa là bài gì vậy? Ui, lên này. Ui, vào rồi. Bà thắng này. Mày FD kìa. Đó là một cái trick FD anh em ạ. Với Bowler Fuchue BTB. Tôi không. Không. Ngày nào tôi chả bật. Ô, thắng luôn này. Win luôn, đá 3 trận ghi nhiều bàn vậy. Xem tiên sinh vì tiên sinh có nét thật thà ngôn ngữ. Nhiều anh em cũng kiểu hay đánh giá tôi là một người như nào nhỉ?
phải nói là tựa xem để gọi là được được chỉ, được dạy.